rút tiền dùng cho người khác coi chừng mang họa. Đó là một câu chuyện mà luật sư Trung sáng nay vừa tư vấn trên Gmail, và anh này nói rằng hãy chia sẻ cho mọi người, đừng như anh ấy. Có nhiều người giúp đỡ người khác nhưng cũng có nhiều người kinh doanh trên cái dịch vụ là nhận chuyển khoản dùng, tức là đến gặp mình nói rằng có anh kia sẽ chuyển khoản dùng như luật sư Trung 100 triệu, luật sư Trung lấy ra đưa lại cho mình nha, mình sẽ gửi lại cho Trung mấy trăm nghìn. Đấy, tức là hình thức là như vậy. Và sau khi mình nhận được 100 triệu, mình cũng rút và đưa cho ông này 100 triệu, ông này bớt lại cho mình mấy trăm nghìn, tưởng là ngon đúng không? Rồi 5 tháng trôi qua, cái thằng cha chuyển tiền nó tìm đến mình và nó khởi kiện, nó yêu cầu mình phải trả lại cho nó 100 triệu, lý do là nó chuyển nhầm tiền cho mình. Mình đi kiếm cái thằng này thì nó đã cao chạy xa bay rồi, hoặc là nó đã tiêu hết tiền rồi, và mình cũng không chứng minh được thằng này và thằng kia có liên quan ba người với nhau để chuyển cho mình là trung gian lấy dùng. Không chứng minh được thì về nguyên tắc là chúng ta đang giữ tài sản trái phép của người khác, chúng ta phải trả. Không trả chúng ta có thể dính hình sự. Và như vậy thì trả thì lấy đâu trả? Phải móc tiền túi ra mà trả. Vậy thì chỉ được mấy trăm nghìn nhưng có thể phải trả lại 100 triệu, thậm chí là nhiều hơn nếu như chúng ta giao dịch nhiều lần. Đây là một cái trò chơi mạo hiểm, một trò chơi có yếu tố lừa đảo, nên hãy nhắc nhau và cẩn thận.